Ok, chào tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Ok, các bác nhìn xem. Một cái dòng đẩy nguồn xung cực kỳ chất. Hôm nay em về cho các bác. Đây, vẫn còn đầy đủ tem này. Các bác nhìn xem này. Vẫn còn đầy đủ tem thương hiệu đây. Felix. Felix nha các bác nhá. Hàng chính hãng của Trung Quốc. Yeah. Nguồn xung quá đẳng cấp. Các bác biết cái tản nhiệt, loại tản nhiệt đen này thì gần như là những cái hãng mà nó sản xuất dòng đẩy xịn thì nó mới dám dùng cái tản nhiệt đen này. Còn không thì toàn dùng tản nhiệt trắng thôi các bác nhé. Tản nhiệt đen màu này, các bác biết màu này màu nâu thôi cơ. Thông thường những cái công nghệ của Đức với cả công nghệ của Mỹ thì nó sẽ sử dụng các cái thanh tản nhiệt như này. Thì nó sử dụng tản nhiệt này. Rất chi là xịn sò. Em về được 3 mã. Một mã 800, một mã 1000 và một mã 600. Mã 600 thì có ít thôi. Có 1-2 con thôi. Nhưng mã 800 với mã 1000 thì anh em có thể mua số lượng thoải mái. Có thể chục con cũng có cho các bác. Ok chưa? Ok. Bây giờ em giới thiệu các bác nội thất của cái thằng 800 trước nhé. 1000 thì nó sẽ công suất nó nhiều sò hơn. 800, đây, nó sử dụng là 2, 4, 6, 12 sò, 24 sò một là tổng nhá. Hai tầng bù áp, thứ nhất và tầng bù áp thứ hai. Hai tầng bù áp như các bác biết nó khủng khiếp như nào. Hai nguồn riêng biệt này. Mã của nó là FDM 800 này. Đấy, vẫn còn đầy đủ FDM 800 nhé. Đây là 2 4 6 quả tụ. Nguyên keo nha các bác nhé, nguyên zin nguyên bản cho các bác. 2, 4, 6 quạt. Ôi giời, con này thay quạt thì mệt lắm này, tốn tiền này. 6 cái quạt, cứ tính mỗi quạt này mua đơn giản ngoài thị trường khoảng 25-30 nghìn một cái, 6 cái khoảng gần 200 nghìn tiền quạt. Đấy nếu mà nó hỏng, nhưng mà đây quạt thì em bao zin từ cái quạt nhá các bác nhé. Mạch nguồn xung này nó quá cả đẳng cấp luôn. Các cái 1, 2, 3, 4, 5 ấy dẫn hàng tụ quá đẹp, thực sự là rất chi là đẹp. Nó đặc biệt nữa là con này có màn hình nhé các bác nhé. Đây màn hình LCD để hiển thị nhiệt độ rồi các đủ các cái thứ ở đằng trước này cho các bác. Đấy. Biến áp thì nó chiết áp thì nó sẽ dùng chiết áp sau. Ai. Mặt đằng sau thì nó sẽ có hai cái lúm volume để các bác điều chỉnh to nhỏ ở đằng sau, chiết áp sau. Thông thường các dòng đẩy thì các bác cứ đặt ở mức khoảng 50%. Khi các bác đã có vang rồi thì các bác chỉ cần để mức đẩy khoảng 50% này và bác chỉnh to nhỏ vang lên thôi. Không việc gì mà các bác phải chỉnh đẩy làm gì cho nó mệt ra. Nó mệt mà đôi khi là kiểu nhà có trẻ con ấy thì các bác bọn nó hay vặn lung tung, nhiều khi bật lên nó hay bị sốc loa. Đấy, bật kiểu dơ ne nó bật lên đóng phát là loa nó đưa thẳng ra loa luôn, nó hay bị chết loa. Thì các bác cứ cho volume ở đằng sau giúp em, cứ để đằng sau các bác để 50% rồi bật lên thì các chỉnh to nhỏ trên vang. Đấy, đúng không ạ? Đây các công tắc gạt cũng rất chi là xịn sò này. Đấy, nghe tạch tách chế độ Bavel, Bright và Site. Đây hai chị áp, đây là đầu vào, đây là cổng link và đây là đầu ra. Đầu ra nó sẽ không thiết kế cổng lưu trích, nó chỉ có cọc thường thôi. Ok chưa? Đây là quạt. Đây cổ chì, dây nguồn này. Tổng công suất của nó là 3000W, các bác nhìn kinh chưa? 3000W. Quá khủng khiếp. Con này là 800W một kênh ở 8 ôm nha các bác nhá. 800W và đây là một mã nữa là một mã 1000. 1000W thì nó trang bị là 2, 4, 6, 8, 16 sò. Hai kênh nó là 32 sò. Bộ nguồn của nó tương tự bộ nguồn của 800. Được chưa? Bộ nguồn tương tự nhá. Trông rất chi là xịn sò và đẹp. Cũng hai tầng thúc. Đấy, hai tầng thúc. Quá đẹp luôn. Các cái dòng xịn sò này thì nó mới làm các cái thanh tản nhiệt nó như này. Quá chất luôn, được chưa ạ? Mạch thì nói chung là đẹp,
và gần được như mới cho các bác. Mặt sau của con 1000 thì nó cũng như con 800 thôi, nó cũng có volume sau cho các bác. Đấy, cổng vào và cổng ra. Ok. Bây giờ em test thử một chút cho các bác nhé. Đây. Test thử một chút cho các bác. Rồi, ok, em bật đây này. Rồi, ok. Đấy, quạt quay nhá. Hiển thị welcome này, feedback này. FDM 1000 này. Con này là mã 1000 nhá. Đấy, mã 1000 thì nó sẽ hiển thị mã đây là 1000. Đây là hiển thị nhiệt độ này. Nó có chế độ là chống sốc loa khi nó lên nhá. Lên nó lên rất từ từ, chống sốc loa được các bác. Đây nhiệt độ là 24 độ này, 25 độ. Model là Barvel này. Đấy. Mình đang đặt ở Barvel, mình đặt sang Sitea nhá. Đây, thì nó sẽ hiển thị Sitea này. Thấy chưa? Các bác nhá. Gạt sang Sitea thì nó sẽ chuyển ở chế độ sang Sitea. Đây, em sẽ chỉnh to nhỏ từng cây. Chỉnh to nhỏ trên vang. Các bác chỉ cần đặt 50% và bác chỉnh to nhỏ trên vang này. Đấy, thế rồi. Ok nhá. Con này quá đẳng cấp luôn. Ok, bây giờ nói đến giá. Giá của con đẩy FDM 1000 này thì có giá là 5 triệu nhá các bác nhá. Và FDM 800 này thì em bán cho các bác với giá là 4 triệu 7 này. 4 triệu 7. Giá đó đã có bao gồm cả phí vận chuyển cho các bác. Con này nặng phết đấy, khoảng 15 cân, cái vỏ nó rất chi là nặng. Anh em nào lấy số lượng thì liên hệ trực tiếp nhá. Bọn em có rất nhiều, khoảng 40-50 con cơ. Anh em nào lấy được số lượng bao nhiêu thì lấy. Giá thì sẽ có rất giá rất đẹp và hợp lý cho các bác. Ok. Cảm ơn các bác đã theo dõi Sinh Audio nhé.